Vâng, chào tất cả anh em yêu Lan và chào các bạn mới bắt đầu chơi Lan. Chiều hôm nay mình chia sẻ một loại Lan là Lan Kiều. Như các bạn biết thì Lan Kiều rất là nhiều loại. Như là Kiều, đây là Kiều vuông. Đây là Kiều vuông, đây là Kiều tím. Được ghép bằng gỗ và còn có nhiều các loại Kiều khác như là Kiều dẹt, Kiều mở cái hàng, Kiều vàng, Kiều tua, Kiều dẹt không vâng. Rất là nhiều Kiều. Và chiều hôm nay mình giới thiệu cái loại kiều vuông và kiều tím. Thì cái kiều loại loại kiều kiều vuông ấy thì mình mua đây 50 ngàn. Và hôm nay mình đem ra mình giới thiệu cái loại kiều đó là kiều vuông 50 ngàn được ghép thành 3 chậu. Và trước khi ghép vào chậu thì các bạn nên xử lý. Đây là mình mua một cụm rồi mình tách ra. Để mình chơi được nhiều. Tách ra được 3 chậu 50 ngàn. Kiều thì có 100 mấy chục ngàn một ký thôi. Kiều vuông thì dễ nhận dạng nha các bạn. Thì nó có bốn cạnh, đơn giản thôi, nó bốn cạnh đây, bốn cạnh và chiều dài của nó thì tầm 20, 30 hoặc 40 cm đó, là dễ nhận biết nhất là thằng kiều vuông. Kiều thì mỗi loại kiều thì có cái đặc điểm nhận dạng khác nhau về khuôn bông lá và thân. Bây giờ chiều nay mình giới thiệu cái kiều vuông. Kiều vuông thì mình ghép thì đừng có nó cho nó lắp gốc, như cách ghép của mình trên chậu thì nằm trên giá thở, nằm trên giá thở, và ở ở dưới chậu thì gồm có củi củi thông, đến giữa thì vỏ thông và trên thì ít xơ dừa, rất là thẩm mỹ đúng không. Mình xử lý cho giá thở cho thật sạch. Kiều đã là kiều thì nó cũng thích là sạch sẽ giá thở thì cây nó mới tốt và sau này nó khỏi bị nấm mốc. Bất cứ ghép lan rừng nào cũng vậy, cần cái độ sạch sẽ thì lan nó sẽ thích ứng được giá thở tốt và ra rễ xanh. Ba giò kiều này mình đã ghép tính ra được 10 ngày rồi, rễ ra rất tốt. Bán như các video khác thì bán bơ, mình cũng chia sẻ bán bơ một và hồng nhuyễn và rễ nó đang ra xanh này, mọi người nhìn kỹ này. Đó. Đó. Thấy nó ra hết rồi nè, đó. Rửa ra xanh hết nè, đó. Đó, đâm xuống đó. Đó. Mọi người thấy không? Xơ dừa một lớp ít, đừng có lắp gốc nha mọi người. Đó, đó là trên mình trồng trên chậu đó. Và mình làm sao cho cái chậu nó cố định, đừng có đỡ lung lay gốc và mình đừng có lắp gốc nha. Làm sao cho nó thoát nước tốt và giữ ẩm. Đó. Chỉ có 50 ngàn mà chơi được 3 chậu này mọi người. Đó, ai yêu dòng kiều. Kiều thì bông nào cũng đẹp. Như cái bông kiều vuông mình chỉ chia sẻ riêng hôm nay là cái bông kiều vuông thì là nó có bông màu trắng nha. À, cái kiều vuông này người ta cũng gọi là kiều trắng. Kiều vuông cũng gọi là kiều trắng vì nó là có bông nó cũng cũng màu trắng nha, hồng hồng vàng sẫm. Đó. Bông rất là đẹp. Đó. 50 ngàn được 3 chậu này mọi người, tách ra 100 mấy chục ngàn một ký thôi đó. Và khi nó sinh sôi rồi nó sẽ ra những cái mầm thân mới thì nó sẽ chậu nó sẽ rất là đẹp đó. Không nên trồng dày quá nha mọi người, tách nó ra nó dễ để ra được nhiều thân và nó vừa với cái khuôn viên chậu đó. Một ít xơ dừa và à, mình có cho mỗi chậu ít than, mình có cho một chậu mỗi chậu ít than gần xung quanh gốc và kết hợp với vỏ thông ở dưới chậu thì rất là thoáng nha mọi người. Nè là mấy cục gỗ củi thông, chính giữa thì là vỏ thông đó. Ba chậu đó mọi người, ba chậu chỉ có tốn 50 ngàn, với ba cái chậu là khoảng 80 ngàn, chứ ba cái móc nữa 6 ngàn là 86 ngàn có ba chậu chơi nè mọi người. Đó, bây giờ tới thời điểm bây giờ là 10 ngày, thân cây lá vẫn tươi tốt đây mọi người. Ba chậu kiều kiều vuông đó 50 ngàn và tất cả chi phí là hết là 86 ngàn. Giá thở thì mình không có tốn kém, tự mình kiếm vỏ thông rồi xơ dừa 86 ngàn ba chậu đó. Và mình xin giới thiệu kiều tím luôn. Kiều tím của mình đây, đem xuống mình coi kiểm tra thử giá thợ có nấm mốc gì không.
đó. Kiều thì nó rợ kim cho nên là mình nên kết hợp với giá thể, nó cũng dài ba loại nên là cho nó thích ứng, cho nó tốt thì là vỏ thông và có kết hợp với than nha. Đó, kiều tím hoặc là có thể là gọi kia là kiều hồng. Thì qua như mình tìm hiểu thì kiều tím có thể gọi là kiều hồng vì cái bông của nó thì là và tím hồng hoặc tím nhạt nha mọi người, tím hồng hay tím nhạt đó. Tím kiều tím thì rất là thông dụng, nhìn thân nó thì rất là dễ nhận biết, thân rất là cứng, lá nó thì nhìn như lá giả nha mọi người, cứng nha. Đây mình đã là những cái chậu này là mình ghép nha chứ không phải đi mua nha. Đây rửa ra rất là nhiều, mình buộc lại dây đồng. Đây là một khúc gỗ nhãn tầm 30 cm. Đây đây là mình ghép nha, đó rửa ra bám rất là chắc đó. Từ lúc mua giờ là không có cọng rửa nào, bây giờ là rửa ra rất là nhiều nè. Đấy, miễn sao mà các bạn như các video trước mình chia sẻ là làm sao mà những cái giá thể nó cũng như là gỗ ghép trên gỗ thì xử lý thật kỹ để tránh nắm mốc sau này đó, rất là tốt đó. Mấy cái thân này để ra thân mới nè, như đây cái này là mình ghép cũng cũng được 2 tháng rồi đó, chỉ tốn 15.000 được cái giò ghép trên gỗ này, 15.000 thôi đó. Đây là kiều tím, thân rất là tím đó, đem xuống kiểm tra. Còn những cái thân kia hơi vàng là tại vì những cái thân đó đã ra bông rồi và đến thời điểm nó khô và mình chưa cắt những cái thân đó liền đi đó, ra thân tơ này mọi người đó. Và chiều hôm nay mình chia sẻ kiều tím và kiều hờ vuông, những dòng kiều kiều thì chơi rất là phổ biến, được ưa chuộng tại Việt Nam, ra bông rất là đẹp và cách trồng thì cũng rất là đơn giản, làm sao làm đừng có đỡ lấp gốc, nước thoát nước tốt và giá thể phải xử lý sạch để tránh nấm mốc sau này và rửa ra được tốt thì cây sẽ sinh trưởng, đơn giản vậy thôi đó. Kiều vuông thì mình xin nhắc lại là kiều vuông thì rất là dễ nhận biết, thân nó gồm có 4 cạnh đó, nó vuông gọi là kiều vuông. Chiều dài của thân thì tầm vài chục sen thôi, từ 20 đến 40 cm nha mọi người đó. Chỉ tốn vài chục ngàn, 50.000 thì đã có được 3 giò chơi. Và hồi chiều hôm nay mình xin giới thiệu về dòng kiều, mọi người thấy cách trồng của mình như thế nào đó, đơn giản. Nhiều người thì có thể ghép kiều trên giớn giớn cộng đó mọi người, mình thì giá thể của mình thì gồm có vỏ thông, củi thông và xơ dừa, giớn cộng thì cũng được miễn sao thoát nước tốt là được. Và đặc biệt khi ghép thì là làm sao cho thân gốc cố định, gió khỏi lung lay và giá thể phải sạch đó. Thì ghép thì ai cũng vậy, ghép thì làm sao cho cái thân cây cũng như gốc nó không bị lung lay thì mình dùng cái dây gút nhỏ mua 5.000 nè mọi người. Và hoặc là như 3 chậu này mình chỉ cột cái thân vào cái cọng kẽm đó, kẽm mốc nè. Đây đó, cột vào. Và ở dưới thì mình có loại thì mình dùng dây gút mình buộc dính vào cái miệng chậu, nhưng mà cái đây là mình dùng cái tăm đũa tre nha mọi người, rất dẻo đó, mình chọt vào đầu này vào đầu kia, đũa tre này mọi người. Đấy đấy, rất là cố định đấy, tăm đũa tre đấy, mình xuyên qua vào 2 lỗ của chậu đấy nè đó, từ này bên này qua bên kia thì rất là cố định này mọi người nè, rất là cố định đó, rửa ra là đã ra hết rồi nha mọi người đó. Còn kiều tím thì rất là
dở nhận biết, thân rất là cứng, lá thì nhìn nó cũng rất là cứng, nhìn thật sự nhìn nếu mà không sờ vào thì không kỹ thì lá nó rất là giống như là lá giả vậy. Đó, kiều tím thì như mọi người biết thì nó ra màu màu tím hồng hay tím nhạt, mọi người tùy theo vùng miền nữa, thì cũng có thể gọi là kiều hồng nha. Đó, còn kiều vuông này thì nó bốn cạnh, và chiều hôm nay mình chỉ chia sẻ như vậy. Chơi lan thì mỗi người đều muốn sưu tầm cho mình những cái dòng lan khác nhau, thì mình thì làm kênh YouTube thì mình chơi lan, thì loại lan mình muốn chia sẻ rất là nhiều loại lan, và chiều hôm nay mình chia sẻ lan kiều vuông. Mọi người thấy video này nó có ý nghĩa chút nào thì mọi người ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn. Mình xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chân thành cảm ơn. Chào mọi người nha.